chào cả nhà nha. Hello cả nhà. Lời nói đầu tiên thì cho phép bốn anh em mình gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người nha. Bữa nay thì anh Trọng ảnh đi đánh lưới ở Cần Thơ về nè cả nhà. Được bổn không? Chịu mấy? Đừng chịu mấy hả? Hai ngày. Chịu mấy? Cũng đỡ hơn dưới này không có con nào. Bữa nay mấy anh em mình thì như mấy cái clip trước anh có chia sẻ với cô chú anh chị á, là mình săn bắt theo mùa nha. Đó thì hôm nay mình tiếp tục mình đi ra sông đón cái con nước mặn, cá ngát, cá quát với lại tôm luôn nha cô chú anh chị. Giờ anh em mình sẽ bắt đầu đi ra sông đi mò từ qua nha. Bữa nay mình mò bãi trên đầu Cù Lao. Nước sạch cái lạch ngoài nó trong như nước biển luôn kìa. Lạch trong nước chảy thì nó hơi đục một xíu. Nói chung trời này mấy nay sóng gió dữ lắm nha cô chú anh chị. Chụp lỗ hả? Gió quá gió rồi. Cầm lặng nè. Ừ. Ôi ơi trời nước mặn. Anh hôm qua anh nói không mặn mà. Tao qua có mặn đâu, bữa nay nè. Vậy hả? Trời bữa nay mặn hơn quá nhiều. Trời ơi. Xanh không? Thì hén cái gì á? Không thì hén mà nhỏ xíu con cái càng cho má nè. Con mấy tôm này mấy anh em mình kêu con tôm tiền hén. Đánh cái đầu vô cái bàn kích 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 kinh kinh. Ô kìa kìa. Ôi thằng máng này vậy. Thôi con cạn hả? Nước mặn hồi ấy tóc nó cứng ngắc à. Mày có hai cá ngát tưởng tượng như ở biển vậy đó nha. Rồi tôm con nè. Tôm bự không dính đâu, dính tôm mình lớn rồi nè. Bang lên khẽ luôn rồi. Bữa nay chắc thừa tôm quá. Năm nay chắc cũng không trúng tôm hơn đâu. Ừ. Oh,
chợ nước mặn hen. Kẹp. Ủa sao nước mặn mà tan hen không vậy? Mặn hen đáng sợ kìa. Ủa nước ngọt với tan hen mà thiệt. Ai biết đâu. Sao nước mặn có tan hen chứ? Tan hen rồi. Nước con tan hen cái sợ. Chút vô vô này đi kẹt. Có láo mà không còn lạnh nữa. Sống gì bên này mà. Được không? Trời ơi. Hôm nay tôm bự hơn tôm bót chút. Trời. Tôm tháng 3 tháng 4 đó. Còn mấy nước ngồi đêm nữa ha. Tôm hả? Tôm bóp hả? Tôm ăn thịt. Ờ. Ừ. Ồ, ngon. Thế cũng chậm. Tôm này tôm ăn thịt. Tôm ăn thịt, tôm đâu mà. Ủa, sai rồi. Sai. Tôm nước mặn lên trắng tươi. Trời trời. Hả? Vừa đúng sai hả? Hả? Vừa đúng hả? Nhà tháo hầm á. Đúng rồi hả? Quên. Đúng rồi quên. Tháo hầm hả? Ừ. Gà là đụng lên thờ. Ừ, cua chưa lên. Chắc muốn xèo. Đó cái hàng không có gì đâu. Kệ thủ chì lên tim luôn kìa. Thủ chì lên tim ủng 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 kìa. Chưa rồi bên đây. Quá trời sâu. Ôi. Ừ. Hả? Ừ. Tới luôn rồi. Con tập càng vô cái nó không phú này nha. Rửa đầu chưa? Trời ơi, có thấy mặt non luôn rồi em ơi. Xong là vậy không à cô chú anh chị, có cái mé bên kia thì nó ít sóng tại nó quất cái cồn á, còn mé bên đây sóng cái này nè. Đánh lỡ vợ chứ. Gió xuôi mà sóng ngược. Ngon. Gạch không luôn. Gạch chữ không? Được rồi. Từ nhiên. Ừ. Nè. Đâu? Trời ơi. Đúng không tôm vậy. Đúng rồi. Nè. Hay quá thầy ơi. Ui da. Mày ơi. Phê rồi. Phê rồi. Cái gì cũng xịt máu. Cái chóc đùi nó cũng đau lắm á. Ừ cái gai nè. Gai nhọn nè. Ừ.
máng. Đầu máng hả? Đầu máng. Con này ít gặp. Ừ. Đáng quá. Sao anh ta? Nó cho tẹn 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 đứng dưới này. Nắm cái cây chịu mà đổi. Kẹp rồi hả? Chạy dữ thiệt. Đừng đè anh nha mọi người. Có đè nào? Cái giọt ấy. Quá chạy. Thầy gỡ ơi xin ơi. Đâu? Dạ quay phim chịu lại. Đút cái giò vô vô cái đít ổng chịu không lại. Sợ ổng trôi. Chịu cái nữa nè. Biết gì nữa ta? Bộ. Có không? Dạ. Trời ơi nó chạy thì thấy sợ thiệt chứ. Quá trời chạy. Tại này mình đi mò nước ngược á. Không, thường thường ta phải mò tôm con nước ngược ta nó ít có sức nha. Ừ. Nước ngược còn mò không còn ha. Nó chui đâu chui à. Hả? Con đồ bắt ngầu quá vậy. Để nó chạy. Đang gán đưa máy vô coi. Sao? Nè! Đâu? Ôi! Đừng đâu đây! Đừng đây, đừng bên đây! Đâu rồi? Nè, mẹ nè! Đây nè! Bên này nè! Đưa xa rồi! Trời trời trời! Đồng máng chà bá luôn rồi! Rồi rồi rồi! Rồi! Buông hả? Rồi buông! Ê dạ! Ủa sao có một càng vậy? Ê dạ! Anh bớt nó một càng rồi! Vậy hả? Ôi bún kìa! Nó nồng nó kẹp! Nó ngon! Còn nào nữa không? Ai? Hết tới rồi. Xuống hết được rồi. Trời ơi cái này nó trong này nó bụng gợn nè. Đấy hả? Ừ. Yeah. Yeah. Nè. Ô cái bạn nè. Bằng nó chuẩn bị sập bài. Nó lật ngược lại á, xạo một chút nó lật ngược đây nè. Ngon ngon ngon. Có tương lai. Cây que đã ăn mà. Kìa đem hai bịch nước đá thì xin tố theo chi vậy? Vậy. À, cái quần này. Giống như một bóng cá vậy nè. Tiếp. Phần đó nữa không? Nè, cho con xịt nước à. Mày nó bưởi rồi vô con này gạch cũng vừa nhanh chóng. Ừ dí ôm trụ ngoài à. Ôm trụ á cái gì đánh bao vậy. Rồi quậy dữ vậy ông nhỏ. Gì? Ê, 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 có gà nó giấu gà anh chồng ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Gịnh gốc cây lên luôn. Gịnh gốc cây. Cây nó bự. Không khỏi chồng. Ừ. Con phú liền thấy không? Gịnh gốc cây là chứ. Ừ. Tại sóc nè. Lên thùng hang mấy gốc dừa đó.
lỗ gốc dừa với giò em nè. Có nào không? Có cái ghét. Ủa cái ghét. Đâu rồi? Tụng tay á. Đâu rồi? Chạy lên ghét trên rồi. Ghét trên hả? Ừ. Đè cái lỗ với giò nè. Vô chồng. Bắt teo hả? Chính tôm đúng không? Chính tôm cái ghét rồi. Đó. Cái ghét nó chạy lên cái ghét bên đây cũng bổng mà. Ờ. Ừ, đây. Mưa đụng hết hộp. Quạt luôn đó. Chạy lên luôn vậy. Cũng đá bự mất tiêu rồi. Đúng không? Không. Gà gà. Gà nó chạy lên nó thông bên luôn. Cái đó có một cá nữa. Bên này có một cá. Trời ơi, lỗ trên này quá chừng bự luôn mà. Trọng nó nặng cái gì kìa. Cục đá không? Cục đá. Ừ. Tôm gạch khối luôn nè. Lên thùng mấy gốc dừa này ngon nè quay. Mấy lỗ này bít thủ ha. Cỡ tháng mấy hay tháng không có mò lên tới đây nè. Ôi, gốc dừa này ngon à. Dừa không có tôm ta. Có tôm. Ngay mỏm đầu cù lao thì anh em mình phát hiện một hang cá. Đây là đầu nguồn của đầu cù lao Dung, hay còn gọi là đầu cù lao nha cô chú anh chị. Nghĩ cái chùm hang ngách. Ừ vậy. Nghĩ cái còn cái. Ở đây thì nước chảy xiết là dữ dằn luôn á. Tại vì nó là cái đầu nguồn mà, cho nên chảy xiết lắm. Rồi. Cái này là mấy trong. Ừ. Thằng cái ớt chơi kìa. Này láng quán bắt cái quần nha bà con. Cái chân tốt quần vậy vậy? Kéo. Kéo quần lên. Quá chảy. Giờ mình sẽ lặn tìm hang cái. Không được nghĩa là không có cây đi không nổi đâu nghĩa. Tới dưới đó. Trời dữ lắm. Cái cá hình như nó nằm ở trong rồi anh Trâm. Cách cỡ khoảng thước ngoài à. Ừ. Ngay luôn hả? Nó ở trên. Ủa kìa. Chừng ngách thở á. Chừng ngách thở. Ngách thở. Hả? Cái chừng ngách thở. Ở đâu? Nó đi vô. Nó có đường đi vô. Đại không biết phải hay không. Anh Trâm anh gốc mình mới cái xào. Cái lá bự bự á, để mình cầm mình chịu mấy cái dòng nước chảy xiết này mới nổi. Cầm trên sức anh chồng.
nó cầm cái xào gà kỹ lại. Bọc cái gì vậy? Bữa con này ăn cũ mà. Cũ. À. Ăn dưới bấm luôn. Rồi. Rồi. Đây nè. Ở đây đây nè. Đây cảm xúc xúc cái này giúp nó. Chấm lấy chịu được rồi. Đó. Cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy đúng như thế này đúng là không? Đúng rồi, đúng rồi. Nước nó chảy ghê không? Nó có cái cấp. Ồ, cái hàng cũ bị bụng cầm sụt cũng đủ. Mà chừng nó xuống hàng cũ. Có rồi hàng mới ăn dưới bóng luôn lắm. Không, lên cầm nè. Ừ, nãy phục hàng cũ. Hệ đại cái đó, cây đi kim cầm chặt thêm cây nữa. Kim mới nổi. Ừ, nhảy xuống luôn. Ừ. Đó, đó, được rồi. À, mình dời cái vợt. Tại vì ở đây cái dòng nước chảy xiết mình không có xài cái vợt chỉ được. Nên mình sẽ xài vợt lưới gân. Nó sẽ dễ ra hơn cái vợt lưới chỉ. Dễ không nọ. Vợt lưới chỉ nó chảy hồi xiết. Chú méo quá, méo quá dò vô cái cây á. Tại vì lúc nào mình cũng phải làm hai loại, một loại gân với một loại chỉ. Ôi lỗi trời. Rồi. Hôm nay con gầm nhớ tí chặt một cái cây. Nó chịu cho anh đưa cái đầu gói anh vô cái háng ảnh á anh mới chịu được nha. Ôi trời. Đẩy kìa. Đẩy ghê hồn chưa? Đừng cho khẽ. Vô đi mất rồi. Ngon ngon ngon. Nó trâu cái lúng luôn á. Người lặn hai người chịu á. Okay. Hai cây à. Bây giờ thì mình bắt đầu mình già lại quận nữa coi còn hang ngách nào không. Hiện tại thì nó một hang ngách và một hang cái rồi. Cái hang này hơi gần ha. Ôi đây ra đây nè. Có hai thước à. Quá à. Đâu cần phải chặt cây thêm. Đúng rồi chắc lại đi. Lên luôn. Ôi, ôi. Thắt xuống rồi. À, xuống rồi. Rồi rồi. Làm việc. Làm việc nè. Học không? Không. Không. Chở vợt chơi. Trời ơi ghe cát đâm thẳng luôn trời. Ừ. Cái này chạy cắn cắn ở ngoài á, chạy sát đầu lao nó đạp dữ lắm. Phủ phủ kìa. Đâm ngay đầu lao luôn à. Hôm kia chỉ rồi kìa. Chạy cắn ra ngoài mới được. Lấy cái mũi ra ngoài. Ừ. Ngay đầu lao đạp dữ lắm. Lấy cái mũi ra đó anh chồng. Ép vô cái đầu voi á. Đúng rồi đó, lấy ra ngoài vậy đó. Cầm anh kiểm tra cái vợt quận nữa là mình dở vợt mình thục. Ok. Nó chảy muốn xây nước gì trời, xây khóc. Nước quá thì chảy mà. Đâu rồi? Cái gì xong chút cái. Xong chút cái. Rồi. Xuống xong thứ đâu. Cản mà. Con coi ra. Dùng xin đi. Không. Đó ra đó. Dùng xin mới được. Đừng có sắn ra ngoài quá. Dùng ít thôi nhé ơi. Sao dữ vậy? Sao dở cây anh chồng? Cái hang gần này chắc phải sâu rồi.
Trời ơi. Rồi. Vô trọng rồi. Đó rồi, ta thoát rồi. Ôi. Thôi ra ngoài đi. 4 ký. Phập phải không? Ký cũng lên đi cái nào. Ôi cái lú anh cu à. Cái lú luôn à. Đi dòng thêm nữa. Ủa cái gì? Chứ ra tới miệng hả anh chồng? Còn vô. Được chứ có không? Hay quá chị ơi. Còn rút 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 lên dòng sinh tiếp. Cũng không bự. Không bự hả? Tiếng ngoài. Cũng được. Chạy thật cái liệt này. Được chứ. Mới chạy. Mới chạy ra luôn hả? Rồi, thăm cái nữa anh Trâm ơi. Rút con dồn sinh nữa. Sinh ra tới miệng chưa nữa. Sinh ra tới miệng chưa anh Trâm? Chưa. Con có chạy ngược trở lên không? Phải rồi, nó mệt. Dồn dồn mạnh mạnh đi. Mạnh mạnh. Chạy cái này khó biết hai con. Ừ, biết cái chạy quá trời. Mấy con. Ôi, nhỏ vậy. Xịt tới miệng hả? Ký luôn. Cái ngát. Một gai. Hai gai. Ba gai. Ok. Có dấu cắn nè, con với anh chị. Nó ở một cặp nha. Nhưng mà xịn ra tới miệng mình bắt được con à, còn con dắt nó ra cái gì chứ. Cái hang này không có sảy tới ký lô. Được. Cũng im đâu dở lên coi. Thôi cũng nặng rồi, nặng rồi ha. Ok giờ anh em mình tiếp tục gài dài dài cái bãi này xuống dưới. Cá này, cá ký tôm cả hai ký. Chế biến món ăn này. Gần 2 ký rưỡi. Ừ, gần 2 ký rưỡi. 200 không? 200 gram ha con này. Cặp càng nó bự. Con này hơi nhỏ hơn một xíu. Con này bự nhất. Ok, giờ anh em mình sẽ làm để nấu món ăn này cả nhà ơi. Tôm với cá mình đi bắt về được rồi cả nhà. Thì hôm nay mình làm món cá tôm kho lạc bằm xài. Đây có xài, đậu nhúc và ăn kèm đậu nhúc với salad son. Đây mình có hai trái dừa. Mình bắt đầu làm nha cả nhà. Một con nữa thì chắc thơm nó ra. Nó có dấu cắn. Dấu cắn này hơi cũ rồi. Nó hàng nó bóng. Gần 2 ký rưỡi ha. Bữa nay nó phớt. Bữa
lâu rồi mình cũng không có ăn cá kho lạc làm xài nè. Đúng rồi. Ăn mấy giòn. Víu. Bữa nay đông đủ anh em. Giờ bắt đầu cháy mở tỏi cho cả nhà. Dầu tỏi. Dầu tỏi. Bắt đầu nêm lên cả nhà, thì cho thêm một miếng nước màu. Mình bỏ hành lá cũng được, không gì mình thích ăn cái nào thì mình bỏ hành đó. Cho mớ hành đập dập vô luôn ha. Dốc đi xào đập tròn, tươi xanh luôn. Hôm nay hiện trầm nó bao nhiêu xào non nè. Tề tái đó. Cánh mắm ớt. Cái phần này mới đặc biệt nè. Ai da. Tôm như cá nhát. Quá chừng đã luôn. Hai con càng xanh nữa. Ừ. Cái này dấu cắn nè. Nó ra cắn nó hơi con. Cũ rồi. À, nó hơi cũ. Càng xanh. Quá. Đỏ rồi. Đỏ hết xanh rồi. Đỏ. Thả vô cái đỏ liền. Càng. Càng. Càng tôm hả? Càng tôm. Quá nhiều vậy. Cậu nhiều quá, nhiều phút vậy. Đó, bỏ đuôi vô cho anh chậm. Quá trời chảo rồi. Lỡ hết luôn đi. Quá. Muốn tràn luôn nè. Tới luôn rồi. Ôi, ôi. Ngon rồi cả nhà ơi. Tôm. Cá đây chút xíu đi. Vớt hết tôm này thì cá. Nhìn thấy nổi đã anh. Hải sản tươi sống à. Dĩa tôm dĩa cá à. Dĩa tôm dĩa cá. Hạnh phúc luôn. Dĩa dạy sát đây mình không dễ gấp đó anh chồng. Được kéo. Con cá mà tươi á, của chú anh chị mình để ý nha. Nấu cái khứa nó bung như nè. Thì có rất là nhiều anh em nói là nhắn Danh gửi cá lên Sài Gòn. Nhưng mà Danh cũng nói thiệt nha, cái con cá út với cái con cá ngát hoặc là con cá quá là không bao giờ mình gửi được. Mình gửi thì vẫn được. Đó, nhưng mà mấy cái con cá này nó qua đá rồi ăn cái thịt nó rất là dai, thậm chí là nó tanh luôn nha cô chú anh chị. Cho nên là Danh không có gửi mấy con cá này cho mọi người thưởng thức được. Rất là mong được mọi người thông cảm nha. Mình gửi mình bán đi thì nó phải đi đôi với cái chất lượng. Nhưng mà cái chất lượng của mấy con cá này khi mà nó qua đá là nó không có ngon. Hết ngon rồi. Hết ngon rồi. Cá ngát là phải chịu oxy. Ừ. Làm sao mà cho con cá nó còn sống ăn nó mới thưởng thức được cái vị béo với lại cái vị ngọt của nó. Cá ngát chết ăn không ngon. Không ngon.
con cá út chết thì mình ăn còn đỡ hơn con cá khác. Hai dĩa luôn. Tôm gì nữa, tôm chết ăn không. Mình bỏ vô miếng xài ha. Bởi vì mấy cái thứ đồ hải sản như thế này là mình phải ăn tươi sống. Thì rất là mong anh em thông cảm vì cái lý do mà mình không có gửi mấy con cá này lên bán cho anh em được ha. Con cá sủ thì mình gửi được. Cá sủ mình gửi được. Gào nhúc xà lách xo này vừa vừa thế là bỏ vô làm ăn liền. Nhúc à. Bắt lửa đi. Bắt lửa đi. Nó vừa héo rồi. Rồi xài vô chua chua là bén à. Rồi. Con hết mình nướng thêm. Vô anh chậm ơi. Con bánh ăn em nha. Con lá. Con lá. Con sốt. 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 Vô tia. Rồi cảm ơn con. Chấm em tôm tàn. Chưa có quay phim là con này còn. Cảm ơn anh chậm. Con. Này còn con này của quay phim. Thay mặt nhóm chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe nha, mời cả nhà ăn cá ngát với cơm kho lạc với anh em nha. Khoan hay quá anh Trọng ơi, nhí không biết chuyện gì hết trơn, chân hửng tự nhiên vô lâu mình làm lại gai lại gai cho nó ấm một vài ly kìa. Ừ người uống 2-3 ly thôi. Nhứng nhứng không biết gì hết trơn á, như quên vậy anh. Quên lâu quá không muốn quên nè. Lâu quá không muốn quên. Dũng còn béo anh Trọng ơi. Béo. Chảm đồng tôm. Chảm đồng tôm. Nhẫn gạch nè anh. Tôm càng thì nó không có gạch đặc. Gạch lỏng gì mới béo đó. Vẫn còn béo. Vẫn còn ngon anh ơi. Quá béo luôn anh ơi. Ngỏ đã thì ơi. Mùi vị không thay đổi anh ơi. Béo quá mình phải cặp vô miếng gạo. Gạo vừa chín tới nó giòn vậy nè. Ngọt. Em làm miếng nước đây. Húp cho nó ấm mà. Cái này vừa hấp nước mà vừa uống rượu nữa thì còn gì bằng nữa. Đã quá nhí ơi. Phê nhí ơi. Phê luôn á anh Trầm. Chút chua ngọt ngọt. Cái cay. Hấp vô cái muốn ra mồ hôi á. Phải nay hàng đó làm 2 con mới đã. Tới mùa là mình tôm cá mình ăn thoải mái luôn. Săn bắt nó cũng hấp dẫn nè. Mà hết nhìn mùa rồi là sắc nữa danh. Hết mùa rồi đi kiếm. Hết mùa kiếm đỏ mắt á. Kiếm con thấy cực ghê. Cực ghê luôn á. Tại vì nhiều khi mấy anh em yêu cầu mình đi bắt cá bắt tôm nè, mà không có vô mùa mình bắt không có. Mình săn bắt theo mùa mà. Tháng 3 nó tư là muốn hết cá rồi. Nó mà muốn ngọt lại. Ngọt lại anh Trầm. Cá nó rút về biển. Bắt đầu tới tháng 6 con cá nước ngọt về. Quá đã không? Bỏ xài vô ăn húp nước nó chua ngọt ngọt. Thêm dừa ngọt ngọt lắm. Để gì nhìn cái nước ngon làm là nước dừa là ngon. Đúng rồi. Nấu lúc gì nào vậy? Tôm càng nó cũng dai nó ngọt. Té. Vô. Bữa đi bên còn mà có anh Trọng cái ha. Đúng là mì tôm luôn á. Tôm chánh hãng luôn á anh Trọng ơi. Em thấy mà. Thấy trời cũng ngon. Chạy nước miếng à anh Trọng. Mò bắt mà liền tay luôn nha anh. Có anh đó anh mê á. Anh thống xuống anh mò luôn. Vậy mà bên kia không có uổng. Có con bên mà không thiệt. Đa số có bên mình. Bên bệnh thì dễ dàng. Xài chua. Đúng chua luôn. Đầy. Đuôi. Trời ơi, nó chua. Chua. Tới chua.
Bốn anh em mình xin dừng video tại đây nha cả nhà. Xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha. Bye bye.